Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với anh em TV. Trong video ngày hôm trước thì mình có chia sẻ với lại anh em về một cái lỗi nó rất là nghiêm trọng ở trên chiếc S9 cộng của mình. Thế nhưng mà sau video ngày hôm đó, khi mà mình về nhà thì mình nhận ra có rất nhiều những trường hợp khác. Nó thậm chí còn nguy hiểm hơn, nó thậm chí còn tai hại hơn chiếc S9 cộng của mình. Thế nhưng mà nó lại không phải ở trên chiếc S9 cộng mà nó lại ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 9 cơ. Rồi, vậy thì chi tiết sự việc lần này nó là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Anh em ơi! Trước khi bắt đầu video thì nếu như anh em đang quan tâm tới chiếc Samsung Galaxy Note dòng mới, ví dụ như là Note 10 hoặc là Note 10 cộng, thì mình sẽ để cho anh em đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng tới hệ thống cửa hàng của Xiaofinet nhé. Đợt rồi thì Xiaofinet họ có nhập một cái con Note 10 cộng màu xanh nhìn rất là đẹp, thế nên là nếu như anh em đang quan tâm mình sẽ để cho anh em đường link bên dưới nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Cụ thể là vào hôm trước thì khi mà mình có lên mạng thì mình nhận ra rằng có rất nhiều anh em đăng tải những hình ảnh về chiếc Samsung Galaxy Note 9 nó bị xanh màn hình. Cụ thể nó là như này, anh em có thể tham khảo những hình ảnh mà mình đã thu thập được ở đây. Anh em thấy rằng là những chiếc Samsung Galaxy Note 9 của chúng ta nó đã bị thứ nhất là xanh màn hình này, thứ hai là bị sọc màn hình chạy dọc theo màn hình luôn. Và cái thứ ba đó chính là về những cái icon cũng như là những thông tin ở trên màn hình là nó đã bị mờ đi. Và nếu như mà anh em nó may mắn ấy, thì là anh em có thể là tắt cái màn hình của chúng ta trong vòng tầm khoảng từ 5 cho tới là 10 giây và sau đó bật lên thì chúng ta sẽ sử dụng lại được như bình thường. Còn nếu như mà anh em nó không may ấy, thì rất đáng tiếc là chúng ta sẽ không thể nào mà sử dụng được cái điện thoại của chúng ta luôn. Thành ra đây cũng là một cái mà mình cũng muốn lưu ý với anh em. Rồi, và trước khi mà mình làm cái video này thì mình cũng đã nghĩ rằng là ui dồi, bị 1 đến 2 máy chả làm sao đâu, của bên tại người, máy của mấy ông đi mà sửa đúng không ạ? Thế nhưng mà sau đó mình đọc được rất nhiều comment thì mình nhận ra rằng đây nó không phải là chuyện hiếm, mà có rất nhiều anh em cũng đã và đang trải qua tình trạng như thế này. Và sau đó thì mình đã phải đi tìm hiểu cũng như là mình đã quyết tâm là giải quyết được cái vấn đề này, cũng như là đưa cho anh em cái giải pháp để cho anh em có thể yên tâm. Thực tế thì cái vấn đề này nó không phải là mới. Nếu như mà anh em để ý thì vào cái tầm này vào năm ngoái thì mình đã có làm một cái video về một chiếc điện thoại màn hình xanh cũng cái trường hợp như thế này, thế nhưng mà nó lại là chiếc Huawei Mate 20 Pro cơ. Và nếu như mà chúng ta tìm kỹ hơn, cái hồi mà mình còn làm ở S-Channel ấy, thì cũng tầm này vào năm kia thì mình đã có làm một cái video về cái sọc màn hình xanh, thế nhưng mà nó lại không phải ở trên chiếc Samsung hay là Huawei mà nó lại nằm ở trên chiếc iPhone 10. Đó, và anh em còn thấy rằng là cái tình trạng này nó không phải là hiếm nữa rồi, mà không chỉ có máy Samsung mà thậm chí là máy của Huawei cũng như là thậm chí là cả iPhone cũng bị màn hình xanh. Vậy thì chi tiết nó là như nào và nguyên nhân nó là do đâu? Thì thực ra về nguyên nhân thì có rất là nhiều nguyên nhân dẫn tới cái việc này. Ví dụ như là anh em có thể làm rơi làm rớt máy này, anh em có thể là để mưa nó bám vào này, để bụi nó bám vào này, xong rồi tấm nền OLED các thứ. Nói chung rất là nhiều. Thế nhưng mà mình sẽ tóm gọn lại ba cái nguyên nhân chính để cho anh em có thể biết được thêm thông tin chi tiết. Cái nguyên nhân đầu tiên thì như mình đã nói ở đầu thì đây có thể là một cái bệnh chung của màn hình OLED, của những điện thoại có màn hình OLED. Và đặc biệt ở đây đó chính là điện thoại của Samsung. Ví dụ như là anh em có thể thấy rằng là chúng ta không chỉ bị ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 9 mà chúng ta còn bị cả ở trên những đời máy khác, ví dụ như là S7 Edge, chúng ta có Note 8, chúng ta có S8, chúng ta có S9, bây giờ Note 9 này. Và không biết là Note 10 có bị thế không, nhưng mà về cơ bản hiện tại đến Note 9 là chúng ta đã bị những cái tình trạng như này rồi. Đó, và anh em có thấy rằng là cái hiện tượng này nó ảnh hưởng tới cái trải nghiệm của chúng ta rất là nhiều. Và không chỉ ở Việt Nam mà thậm chí là ở trên những cái diễn đàn nước ngoài, ví dụ như là Android Central chẳng hạn. Anh em lên đó anh em tìm hiểu về những chiếc Samsung Galaxy Note 9 nó bị xanh màn hình thì anh em sẽ ra cả một loạt những cái chiếc Samsung Galaxy Note 9 nó cũng bị lỗi như thế này. Thì đó là cái nguyên nhân đầu tiên, rất có thể là cái tấm nền OLED nó đã khiến cho cái máy của ta nó bị như thế này. Cái nguyên nhân thứ hai là rất có thể khi mà chúng ta đi bơi hoặc là anh em nào mà đi ngoài trời mưa, anh em nghe điện thoại ngoài trời mưa ấy, thì rất có thể là những cái hạt mưa đó nó sẽ chui vào bên trong điện thoại của anh em và nó sẽ làm hỏng những cái linh kiện ở phía bên trong. Tất nhiên thì mình biết rằng là ở thời điểm hiện tại thì về cơ bản những cái điện thoại flagship ấy thì nó cũng đã đa phần là kháng nước rồi. Thế nhưng mà chúng ta không thể nào mà kiểm soát được thời tiết cũng như là kiểm soát được những cái hạt nước nó chui vào bên trong điện thoại của ta và nó sẽ làm hỏng những cái linh kiện bên trong. Và mình thấy rằng thì nói chung đây vẫn là một những cái trường hợp gọi là hy hữu thôi. Thế nên là nếu như mà anh em nào mà đang sử dụng điện thoại cũng như là đang muốn tránh cái tình trạng này thì anh em cũng nên lưu ý. Cái trường hợp thứ ba, cái nguyên nhân thứ ba mà rất có thể là khi mà anh em đang sử dụng bình thường, anh em không có bất kỳ một cái vấn đề gì cả, anh em bảo quản điện thoại rất là tốt, nói chung là 24/7 100%, mà cuối cùng điện thoại của anh em nó vẫn bị cái lỗi này, thì mình cũng xin chia buồn với anh em rằng là rất có thể điện thoại của anh em nó đã quá là cũ rồi, nó đã già rồi, những cái linh kiện bên trong của nó đã bị bám bụi cũng như là nó đã trở nên cũ kỹ hơn. Và
không đâu bằng một cái ví dụ gọi là rất thực tế, đó chính là thằng bạn của mình. Nó cũng bị cái trường hợp như thế này, màn hình xanh ở trên chiếc Samsung Galaxy S8. Đây, anh em có thể tham khảo một cái đoạn hội thoại mà mình đã có nói chuyện với bạn mình. Và mình có hỏi nó rằng là thế cuối cùng là cái máy của mày nó bị làm sao? Thì bạn của mình nói rằng là khi mà nó mang ra ngoài cửa hàng ấy, thì cửa hàng nói là cái cáp mà nó liên kết với cái màn hình, với cái main ấy, là nó đã bị lỏng và nó đã bị bám bụi. Và sau đó thì cửa hàng họ đã phải lau chùi, họ đã phải sửa chữa lại, và sau đó thì sử dụng như bình thường. Thế nhưng mà mình cũng muốn lưu ý cho anh em rằng cái cách này nó chỉ là cách mà tạm thời mà thôi, mang cái giải pháp gọi là tạm thời mà thôi. Bởi vì là sau 2 tuần đó ấy, thì là bạn của mình, máy của bạn mình lại y hệt như vậy, vẫn là màn hình xanh. Và cuối cùng đây là lần thứ 2 rồi, và lần này nó đã phải thay màn hình. Và tất nhiên cái chi phí mà thay màn hình ấy nó không hề rẻ một chút nào. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại cái vấn đề cuối cùng trong video ngày hôm nay, đó chính là giải pháp cũng như là làm cách nào để chúng ta có thể sửa được những cái máy của chúng ta. Thì nói chung về cơ bản thì mình thấy rằng là đa phần anh em cuối cùng cũng phải đi thay màn hình thôi. Thế nên là chúng ta sẽ có hai cách chính để có thể giải quyết được cái vấn đề này. Vậy thì cách đầu tiên, nếu như mà anh em nào mà đang còn bảo hành của Samsung thì xin chúc mừng anh em hãy mang ra ngay trung tâm bảo hành của Samsung để họ có thể thay cho anh em một cái màn hình mới, cũng như là tư vấn và chia sẻ với lại anh em làm cách nào để chúng ta có thể bảo vệ cái máy của chúng ta một cách an toàn nhất, tốt nhất. Còn nếu như mà anh em nào mà không còn bảo hành của Samsung, ví dụ như là Samsung Galaxy S8 hoặc là Note 9, anh em đã hết bảo hành rồi, thì xin chia buồn với anh em rằng anh em sẽ phải mang ra một cái cửa hàng bên thứ ba để cho chúng ta có thể là thay nguyên cái màn hình luôn. Và tất nhiên là cái chi phí đó mình nhắc lại với anh em rằng là nó không hề rẻ một chút nào. Tại vì về cơ bản theo như mình có tìm hiểu ấy, thì là cái chi phí thay màn của những chiếc điện thoại Samsung bây giờ, giá của nó dao động tầm khoảng từ 3,7 triệu cho tới là gần 5 triệu nhá. Thì khi mà anh em xem ở đây thì có thể là anh em sẽ tự hỏi rằng là tại sao thay màn hình của Samsung nó lại đắt đến như thế. Bởi vì anh em cũng biết rằng là từ cái đời S8, từ đời S7 Edge là màn hình của Samsung đã bắt đầu làm theo cái cong này rồi, cái thiết kế cong nhìn nó rất là sexy. Thế nhưng mà bên cạnh cái vẻ đẹp đó ấy, thì chúng ta cũng phải chấp nhận một cái mức giá sửa nó rất là đắt. Tại vì sao? Tại vì nó đẹp mà. Đẹp thì tất nhiên là phải đập tiền vào đấy mà tu sửa thôi. Đấy, thì đó cũng là một cái mà mình cũng muốn chia sẻ với lại anh em về hai cách giải quyết của chúng ta. Chắc chắn là phải thay màn hình rồi. Thế nhưng mà thay bằng cách nào thì đấy cũng là một cái mà mình cũng muốn lưu ý với anh em. Thêm vào đó nữa thì tất nhiên một cái nữa mà mình đã nhắc qua nhắc lại rất nhiều những video rồi, đó chính là nếu như mà anh em nào mà theo cách thứ hai, đó chính là qua một cái cửa hàng bên thứ ba ấy, thì anh em hãy đến những cửa hàng có uy tín để cho họ có thể tư vấn cũng như là sửa chữa cho anh em một cách đảm bảo hơn. Còn nếu như mà anh em nào mà qua một cửa hàng bên thứ ba mà nó không đảm bảo ấy, thì khả năng rất cao là anh em sẽ phải thay một cái màn hình theo cái kiểu là theo lô. Có nghĩa rằng cái màn hình này nó sẽ rất là dởm và nó sẽ không đảm bảo cái chất lượng cho anh em. Thành ra là anh em cứ tưởng tượng như này, chúng ta sẽ làm một cái bài toán kinh tế nó rất đơn giản thôi. Anh em chi ra tầm 4 triệu để chúng ta có thể thay màn hình, đúng không ạ? Sau đó 2 tuần màn hình của anh em nó bị lỗi y hệt như vậy thì nó chả để làm cái gì cả. Chúng ta vừa tiền mất lại còn tật mang nữa. Thế nên là mình cũng muốn chia sẻ với anh em rằng là khi mà anh em nào mà ra sửa chữa điện thoại, anh em hãy chọn những cửa hàng sửa chữa điện thoại có uy tín, đúng không ạ? Đủ tin tưởng. Cũng như là cái thứ hai mình muốn chia sẻ với anh em rằng là anh em hãy kiểm tra cũng như là tìm hiểu thật là kỹ về những cái bảo hành cũng như là chế độ hậu mãi để xem là cửa hàng đó thì nó sẽ có những cái gì, bảo hành như thế nào, khi mà anh em hỏng thì chúng ta có được đổi mới hay không. Thì đó cũng là một cái mà mình cũng muốn lưu ý với anh em. Rồi, vậy để tổng kết lại video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ với anh em về một cái tình trạng hiện nay mà mình thấy rằng có rất nhiều người bị, đó chính là về những chiếc Samsung Galaxy Note 9 nó bị xanh màn hình. Và mình cũng đã nói về những cái nguyên nhân cũng như là về cách giải quyết của chúng ta, giải quyết như thế nào cho nó hợp lý nhất. Và nếu như mà anh em nào mà đang gặp những cái tình trạng như thế này thì mình khuyên anh em rằng anh em hãy nên đi sửa ngay đi. Tại vì sao? Bởi vì Tết nhất đến nơi rồi. Nếu như máy chúng ta mà hỏng màn hình là không có cái gì để xem táo quân đâu. Còn nếu như mà anh em nào mà đã gặp phải những trường hợp như này rồi thì anh em hãy comment bên dưới nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của anh em TV. Bởi vì sắp tới bọn mình sẽ không chỉ có những sản phẩm mới mà mình sẽ có những cả thành viên mới để có thể chia sẻ với lại anh em. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.